Đến Sapa có rất nhiều quán ăn ngon, trong đó phải kể đến quán Mẩy Quán ở đường Xuân Viên này. Quán được thiết kế rất chi tiết, tinh tế. Ông chủ rất có tâm khi thiết kế tòa nhà 5 tầng được giả gỗ làm rất đẹp. Ở đây thiết kế nhà cao tầng như kiểu nhà sàn, cảm giác như lạc vào trong một ngôi nhà sàn của người dân tộc miền núi. Với bầu không khí lạnh lạnh của Sapa và cái mù sương của phố núi ùa vào khung cửa sổ, mỗi khi du khách ngồi ăn cảm giác rất tuyệt vời. Phố Xuân Viên cũng là phố trung tâm ẩm thực của Sapa. Ở đây gần hồ, gần với nhà thờ đá Sapa, bạn có thể đi bộ mấy bước để ra nhà thờ đá. Vào Mẩy Quán bạn sẽ được nhân viên, hầu hết là những người dân tộc, tư vấn rất nhiệt tình, mến khách. Ở đây bạn có thể ngắm nhìn những hiện vật, những bức phù điêu, những bức tranh rất đẹp của người chủ đã kỳ công xếp đặt ở đây. Quán Mẩy Quán có rất nhiều đồ ăn ngon, bạn hãy thưởng thức. Ở đây bạn sẽ gặp được những chiếc váy xòe hoa của người Dao, người Mường, hay những chiếc gùi, những chiếc lồng đèn của người dân tộc, hay đơn giản là những bức tranh những cô gái người dân tộc với má đỏ hây hây, với đôi mắt ngây thơ trong trẻo, rất tuyệt vời. Ngồi ăn ở Mẩy Quán, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp những cơn gió thoảng vào hay những làn sương mù của phố núi ùa vào khuôn mặt, ùa vào từng ngón tay, rất tuyệt vời. Ở Sapa nuôi được cá hồi nên bạn hãy thưởng thức cá hồi ở đây nhé. Cá hồi làm sashimi, cuốn gỏi, rất tuyệt vời, ăn kèm với rau cải dân tộc, cải mèo, đắng đắng và chấm với trứng. Bạn có thể gọi thêm suất gà nướng, gà bản nướng, gà nhỏ thôi nhưng rất thơm và ngon. Thực sự ẩm thực Sapa rất tuyệt vời, rất phong phú, rất chiều lòng khách. Đây là măng rừng, ăn rất vào mồm. Măng ăn giòn, ngon, thơm và được chế biến rất khéo. Đây là cá hồi nướng, làm cùng với nhấp vài chén rượu ngô, thật là tuyệt vời.